đỉnh ngốc, kịch trần, lớp học chiến thần khi 43 học sinh đều đỗ trường chuyên, trong đó có 4 thủ khoa và 1 thủ khoa kép. Cảnh báo, 2K9 không nên xem tin này khi đang ăn cơm cùng bố mẹ. 2K10 thì cẩn thận trước bão giông. Ở mùa thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2024, với tính cạnh tranh khốc liệt, lớp 9A trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đã gây ấn tượng khi có tới 4 học sinh đỗ thủ khoa, trong đó có 1 thủ khoa kép, còn lại hầu hết các bạn của lớp đều đỗ từ 2 đến 5 trường chuyên. Đặc biệt, thủ khoa kép Hà Mạnh Hùng còn thi đỗ cả khối chuyên vật lý của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và chuyên tiếng Anh của trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ. Trước đó, em cũng được tuyển thẳng vào khối chuyên toán của trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên do đạt giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố môn toán trong năm học vừa qua. Thủ khoa Nguyễn Hoàng Minh Quân cũng trúng tuyển vào cả hai khối chuyên tin và chuyên tiếng Anh của ba trường chuyên, bao gồm khối chuyên tin của trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, khối chuyên tin của trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm và khối chuyên tiếng Anh của trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ, diện được học bổng. Thủ khoa Nguyễn Tuấn Anh từng đạt giải nhất thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố. Còn thủ khoa Vũ Nguyên Nguyên gây ấn tượng khi trúng tuyển khối chuyên vật lý của cả ba trường chuyên. Em cũng từng đạt giải nhì môn vật lý cấp thành phố năm học vừa qua. Đến thời điểm này, qua thống kê, 42 trên 43 học sinh của lớp đã trúng tuyển vào lớp 10 các trường chuyên. Một học sinh còn lại cũng được trường Trung học phổ thông Newton nhận về lớp chuyên toán và cấp học bổng. Hầu hết học sinh của lớp 9A đều đỗ từ 2 đến 5 chuyên, nhiều học sinh đỗ tới 5 chuyên của 5 trường khác nhau. Trước đó, trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 các môn văn hóa cấp thành phố năm 2024, lớp 9A này cũng có tận 12 giải nhất, gồm 6 giải môn toán, 3 giải nhất môn tiếng Anh, 2 giải nhất môn vật lý và 1 giải nhất môn hóa học. Thầy Cao Văn Dũng, thầy giáo chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy toán của lớp cho hay, bản thân thầy rất vui và hạnh phúc vì những kết quả tuyệt vời, đằng sau đó là cả một sự nỗ lực không mệt mỏi của cả thầy và trò. Tuy nhiên, thầy cũng không quá bất ngờ và cảm thấy may mắn khi được làm thầy giáo của các em. Thầy Dũng khiêm tốn cho rằng, việc chủ nhiệm lớp suốt những năm qua chỉ đơn giản là trang bị cho các học sinh những phẩm chất cần thiết để có thể trở thành những nhân tài tương lai. Đúng là lớp nhà người ta, đỉnh nóc, kịch trần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.